Chào mừng cha mẹ và các con đến với chương trình tiếng Anh dành riêng cho học sinh từ 5 đến 7 tuổi. Edupia Tutor mang lại cho con chương trình tiếng Anh chuẩn Cambridge kết hợp với làm quen và luyện thi trình độ Starters Cambridge với mong muốn con phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với chi phí tiết kiệm nhất. Đây là khóa học gia sư tiếng Anh dành cho các bạn nhỏ lớp 1, lớp 2 đã làm quen với tiếng Anh hoặc chưa từng biết đến tiếng Anh đều có thể tham gia. Chương trình học được xây dựng phù hợp với độ tuổi của trẻ. Con sẽ được học trong môi trường đa phương thức, nhiều hoạt động. Hàng tuần, con sẽ được học một buổi học cùng giáo viên qua nền tảng TaskIn. Lớp học này sẽ có 2 học sinh, 1 giáo viên với các phương pháp dạy và học thúc đẩy học sinh giao tiếp và phản xạ tiếng Anh. Bên cạnh buổi học với giáo viên, học sinh sẽ được thầy cô hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng qua app. Tại đây, con được rèn luyện từ vựng, luyện nghe, luyện nói, học qua bài hát với các thầy cô nước ngoài. Con hoàn thành lộ trình sẽ đạt trình độ Starters theo chuẩn Cambridge và sẵn sàng cho các trình độ tiếp theo. Đặc biệt, con sẽ tự tin và yêu thích học tiếng Anh hơn. Lý do mà Edupia Tutor lựa chọn mô hình lớp 1-2 là bởi muốn tạo ra một môi trường học tập tối ưu cho con. Tại đây, ngoài giao tiếp với giáo viên như thông thường, con còn được giao tiếp với bạn bè, cùng nhau học, cùng nhau cạnh tranh và cùng nhau tiến bộ. Thêm vào đó, các con sẽ được thực hành sôi nổi hơn trong các buổi học nhờ vào phương pháp lớp học đảo ngược. Ở lớp học đảo ngược, các em sẽ tự tìm hiểu kiến thức trước khi lên lớp và khi vào buổi học, các em sẽ tương tác kiến thức đó cùng cô và bạn. Việc hai học sinh cùng học riêng với nhau theo phương thức chú trọng vào thực hành sẽ giúp các con học nói, học nghe, học viết thực sự đầy hào hứng và nhớ bài lâu hơn do các em đã có sự chuẩn bị trước mỗi khi học bài mới hay bài cũ. Về giáo trình học tập, các em sẽ được học tiếng Anh theo chương trình độc quyền của Edupia Tutor được thiết kế theo chuẩn khung Cambridge cho học sinh từ 5 đến 7 tuổi, bao gồm bộ các từ vựng theo chủ đề, cấu trúc câu, ngữ âm và các bài thực hành luyện nói các từ đơn, câu ngắn. Buổi học cùng gia sư đã được cấu trúc để tối đa hóa khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của con. Đầu giờ, con sẽ được khởi động bằng các bài hát, xem video để dẫn dắt vào bài học. Trong buổi học, các con sẽ được học kiến thức và áp dụng vào 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Cuối giờ, giáo viên sẽ tổng kết lại bài học và đặt lịch tự học 2 buổi tiếp theo trên app cho con. Cha mẹ hoàn toàn có thể tin tưởng vào đội ngũ giáo viên của Edupia Tutor. Cộng đồng gia sư tại Edupia Tutor hiện tại đang có hàng nghìn giáo viên trên mọi miền Tổ quốc, được tuyển chọn và đào tạo định kỳ, cam kết sự hài lòng cho phụ huynh và tiến bộ của con. Đồng thời, con cũng sẽ được tự lựa chọn thầy cô mà các con yêu thích. Các kết quả và tình hình học tập của con sẽ được thông báo cụ thể cho phụ huynh qua điện thoại. Từ đó, cha mẹ có thể dễ dàng theo sát tiến độ và giúp đỡ con học ở nhà cùng Edupia Tutor một cách hiệu quả. Theo định kỳ, nếu kết quả học tập của con cho thấy sự tiến bộ phù hợp với trình độ cao hơn, con sẽ được xét duyệt để nâng trình độ học kịp thời để các con phát triển kiến thức một cách hiệu quả nhất. Với khóa học tiếng Anh trực tuyến cùng gia sư cho học sinh từ 5 đến 7 tuổi, phụ huynh có thể an tâm giúp con xây đắp những viên gạch đầu tiên trên hành trình học và yêu tiếng Anh ngay từ nhỏ. Cha mẹ hãy nhanh tay liên hệ hotline 0961320011 để học thử và đánh giá năng lực đầu vào miễn phí cho con.